Tối ngày 2 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn phối hợp lực lượng hải quan tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Luân, 37 tuổi, trú tại khối 4, phường Quán Bào, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 16 kg ma túy tổng hợp gồm 32.000 viên thuốc lắc, 800 viên hồng phiến, một xe máy, hai điện thoại di động, 20 triệu đồng tiền mặt. Quá trình đấu tranh bắt giữ, đối tượng Nguyễn Thành Luân đã chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt giữ nhanh chóng, đảm bảo an toàn. Bước đầu, Nguyễn Thành Luân khai nhận, số ma túy thu giữ ở trên được các đối tượng người Lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực rừng ven quốc lộ 8A, đoạn thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng người Lào thuê Nguyễn Thành Luân lấy ma túy từ điểm cất giấu nói trên, vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển, Nguyễn Thành Luân bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.